Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách lắp ráp cái standee tại phòng mạch. Thì cái bộ của mình nhận được gồm hai món, thì một cái là cái giấy BB, cái là cái bộ dựng standee. Đây cái giấy. Cái bộ standee gồm cái chân chống với lại hai cái que. Cái chân chống mấy mọi người mắc vào cái móc. Cái móc gì vậy? Móc gì vậy? Bên này cũng móc bằng như có một cái lỗ nên mình dựng lên. Dựng lên. Có hai cái que mình gắn vào hai cái lỗ trên đây. Sau đó mình dựng cái giấy TV được. Giờ mình căng cái tên đi, mình dựng cái góc chỗ mà phòng mạch rồi giờ sau. Bây giờ mình tháo tên đi ra. Nhớ cuộn sao để cái giấy mình đừng có bị rách dãy để mình sử dụng được nó được đẹp. Cuộn nó lại. Các bạn nhớ giữ cái đầu này coi chừng nó bị rớt mất á thì mình sẽ không sử dụng được. Nhớ bỏ vô bao kỹ. Rồi. Cảm ơn các bạn.